Camera cận cảnh đã nhiều lần đề cập đến việc những tên trộm diễn một màn kịch để đánh lạc hướng nhân viên hoặc bảo vệ của cửa hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Phải chăng đây lại là một tình huống như vậy? Theo quan sát từ camera an ninh, cửa hàng tương đối vắng khách và chỉ có một nhân viên bán hàng. Hãy quan sát người thanh niên này, anh ta đang có một hành động đáng ngờ. Tuy nhiên có vẻ người thanh niên đội mũ bảo hiểm đã thấy hành động kỳ lạ của anh ta. Và đây là cách mà anh ta giả vờ che giấu hành động của mình. Nhưng ánh mắt của hai người thanh niên này có gì đó không bình thường. So với khoảng cách này, có lẽ anh ta có thể quan sát được hết tất cả những hành động này. Nhưng anh ta lại không hề lên tiếng, mặt khác còn che chắn cho người kia thực hiện hành vi trộm cắp. Anh ta chính là đồng bọn của tên trộm kia và đang giúp sức để kế hoạch của bọn chúng được thực hiện trót lọt. Tuy nhiên bất ngờ, người nhân viên lại nhìn về phía tên trộm kia. Và liệu hành động đáng ngờ của tên trộm có bị phát giác? Nhưng chỉ một hành động như vậy đã có thể đánh lạc hướng được người nhân viên kia. Tuy nhiên có vẻ tên trộm này đã chọn lựa mục tiêu khó nên vẫn không lấy được dù đã ra tay 3 lần trước đó. Một lần nữa người nhân viên đã quay lại quan sát tên trộm đúng lúc hắn ra tay. Có phải lần này anh ta sẽ bảo vệ được tài sản của cửa hàng mình? Nhưng không, cuối cùng thì tên trộm cũng đã hoàn thành được màn kịch của mình một cách thành công mà không bị phát hiện. Kính thưa quý vị, điều này chúng tôi đã từng đề cập trong camera cận cảnh luôn. Nhưng rồi. Nhưng mà Thảo thắc mắc là tại sao cái cửa hàng lớn như vậy mà chỉ có một thì người bên trong? Thì đó, chúng ta đang nói về vấn đề đó là khi cửa hàng bạn đang bán những vật có giá trị cao. Đừng nghĩ là máy vi tính là nó to quá không ai dám trộm. Thì nếu như máy vi tính to không trộm được thì sẽ còn trộm những cái vật dụng nhỏ, chẳng hạn như USB, ổ cứng hay là con tai nghe hay là tất cả những cái tài sản đó, linh kiện. Và nếu như trong tiệm chỉ có một nhân viên phải đề cao cảnh giác trong trường hợp có đông khách đó. Và trong trường hợp này thì Thảo thấy anh chàng này cũng me ở đâu mà từ nãy giờ chắc ít nhất cũng phải là nửa tiếng đồng hồ rồi lâu để thực hiện cái hành vi của mình, hành vi trộm cắp. Và rõ ràng đây là một cái điều bất thường, là trong tiệm có rất nhiều máy vi tính để sử dụng thử, để kiểm tra máy. Thì máy vi tính đó có thể được đặt cố định và không thể lấy ra được. Thì trong lúc mà anh này anh sử dụng thử thì thỉnh thoảng người nhân viên cũng phải đi qua để hỏi, để quan tâm khách hàng, cũng là một biện pháp để đề phòng. Anh sử dụng có vấn đề gì không, anh có cần gì không hay Thảo gì thấy là cái cửa hàng này đang bị đe dọa bởi vì chỉ có một người nhân viên mà tới 3-4 khách hàng ít nhất là cũng gây cái sự chú ý, để bởi vì mình đang bán hàng cho một người khác mà. Thì trong những lúc đông khách thì những nhân viên cần phải hỗ trợ nhau để hạn chế tới mức tối đa việc mất tài sản. Bởi vậy cho nên là rất là nhiều tên trộm khi bước vào bên trong cửa hàng, nhìn thấy camera vẫn cứ thực hiện những hành vi trộm cắp của mình, bởi vì họ biết chắc chắn là camera không có phát huy được cái tác dụng gì cả, chẳng ai theo dõi camera cả. Đây cũng là một bài học đắt giá cho những cửa hàng bán những linh kiện hoặc là những sản phẩm có giá trị. Và đến đây thì thời lượng 25 phút dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết. Thanh Thảo và Khương Ngọc sẽ hy vọng tiếp tục được đồng hành với quý vị khán giả trong những chương trình lần sau. À, ý Thảo nói là lần sau mình có thể là không gặp lại quý vị khán giả. Đúng rồi, có thể là một mình Thảo gặp thôi, còn Ngọc không có gặp. Kính thưa quý vị, mọi ý kiến đóng góp dành riêng cho Thanh Thảo cũng như những đoạn video clip dành riêng cho Thanh Thảo mà quý vị muốn chia sẻ, xin gửi về địa chỉ email cameraconcanh@mcv.com.vn. Quý vị có muốn biết email của Thanh Thảo mà để Ngọc đọc luôn ạ? Thôi, số điện thoại đường dây nóng của chương trình, gọi số điện thoại này sẽ gặp Khương Ngọc, đó chính là 0938980305. Hoặc có thể gặp Thanh Thảo bởi vì lúc đó Khương Ngọc không còn nữa rồi. Quý vị cũng có thể tương tác cùng chương trình cũng như xem lại các số đã phát sóng trên fanpage của chương trình. Còn bây giờ thì Thanh Thảo và Khương Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.